Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ tư. Và người mở căn phòng này không ai khác, đó chính là Trịnh Thăng Bình. Xin mời quý vị. Thăng Bình chờ cái lời mời lâu lắm rồi. Từ cái mùa đầu tiên là Thăng Bình ôi, mình muốn chơi quá. Và chờ hoài, cuối cùng chương trình cũng đã gọi mời Thăng Bình. Mình cũng không cảm thấy lo lắng gì lắm. Tại vì đây là một cái sân chơi rất là vui. Có nghĩa là giống như mình đang được đi chơi á. Một cái điều cũng gọi là cái duyên á là Thăng Bình với Trấn Thành học cùng trường. Bình cũng là xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh. Duyên số thì nó khiến cho Bình đến với lại âm nhạc nhiều hơn. Nhưng mà Bình vẫn rất là nhớ cái cảm giác hồi xưa đã diễn kịch. Bình nghĩ cái khả năng á, nó là theo thời gian có thể là nó sẽ không được nhanh nhạy như là lúc mình luyện tập nhiều. Nhưng mà thời gian đi thì mình sẽ càng ngày càng lớn hơn, càng trưởng thành hơn. Mình sẽ càng thông minh hơn. Thì mình nghĩ là những cái ứng biến nó sẽ tốt hơn hồi xưa. Hài kịch bây giờ rất là văn minh và dùng toàn là trí tuệ. Mình cảm giác là như vậy. Chứ không phải là giống như ta thường nói một câu là tấu hài. Cho nên là phải là những người thông minh, nhanh nhạy, nhạy bén thì họ mới làm tốt được công việc này. Hại thì chắc là chương trình này chương phòng này cũng hại người chơi rồi, nhưng mà đừng hại đến sắc đẹp của mình thôi là được rồi. Mình đẹp mà. Bây giờ không ai khác, đó chính là Trịnh Thăng Bình. Xin mời. Đây là những đạo cụ tôi đưa cho bạn. Em tự khoác cái áo này vào đi. Bạn thấy thế nào? Có thể nó không vừa lắm nhưng mà không sao anh, em đẹp, em mặc gì cũng đẹp mà, không sao đâu. Đây là của bạn. Bình tĩnh, tự tin. Ơn trời, cháu ngoại tôi đây rồi. Ông ngoại, tao chết rồi đi đám ma tao đó, quỳ xuống. Ông ngoại ơi, con về trễ quá mày rồi. Mày quỳ ra ngoài hướng mặt tiền cho khán giả thấy mặt mày. Ông ngoại ơi, quay nhìn khán giả nhưng phải nhìn ông chứ mày coi thường ông à. Ông ngoại ơi, sao con về trễ rồi? Mày về trễ quá rồi, mày đi đâu mà giờ này? Ông chết mà mồ tao xanh cỏ rồi mày mới lết mặt mày gì á? Ông thông cảm con, hôm nay Black Friday nhiều đồ shopping quá, con đi mua về không kịp. Ta xếp hàng lâu quá ông ơi. Mày mua sắm mà mày bỏ đám ma của ông, tao đau lòng quá. Mày chỉ ăn đám ma mà mày bận đồ như làm siết khỉ vậy con. Ông thông cảm với con đi. Con đang đi shopping xong con nghe tin ông chết, con vội quá, con mặc nguyên một bộ đồ còn gắn mạc của người ta đây nè, chưa kịp tháo con phi thẳng ra khỏi cái cửa hàng. Bình ơi. Dạ. Con có bồ chứ Bình? Bây giờ con sợ con kể xong là ông không kịp đi đầu thai luôn á. Cái chuyện tình con nó rắc rối lắm ông ơi. Dạ, dạ. Yêu ai mà tao nghe xong tao cũng đầu thai. Nói thiệt con cũng buồn ghê á. Đẹp trai ngời ngợi vậy nè. Ờ. Quen Harry mà đâu có cho ông quen đàng hoàng tử tế cái đâu. Cái gì? Mày quen ai? Mày quen ai? Harry. Harry hả? Harry Lu. Tao chết rồi. Tao tưởng mày quen con Harry Won còn có đường ra, chứ quen Harry Lu là nó lú luôn rồi. Dạ. Thiệt hả Bình? Con 3D rồi hả? Đâu có ông. Con đừng có nói vậy nha. Chứ sao? Được 3D. Bình, con được 3D rồi. Dạ đúng hả? Rồi ông. Trời ơi, nó bung lụa rồi. Bình ơi, Bình. Dạ. Ở gia đình mình, ba mày chết sớm. Tao là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Rồi tao buồn, tao chết theo. Bây giờ dòng họ chỉ còn một mình mày cháu Đức Tôn. Mà mày quy về 3D thì đường nào đẻ nữa. Thôi thôi, không sao đâu. Trấn Thành 3D mà vẫn đám cưới được mà. Sao mày biết nó 3D? Bộ mày yêu nó rồi hay sao mày biết? Dạ không có, nghe nói vậy thôi. Tao nói mày nghe, mày đừng có qua mắt ông. Mày không phải yêu Harry Lu đâu. Tao biết mày yêu ai. Mày dối gạt ông tới bao giờ? Tao có bằng chứng hết. Mày yêu con Hương Giang Idol. Hình nền mà đang thờ ông là hình mà hình LED hay sao ông? Nó thay đổi liên tục vậy ông? Dạ, cái gì tao cũng có hết trơn. Mày muốn tao lôi mày xuống không? Dạ thôi ông, được rồi, ông ở dưới chơi mình đi. Ông nói con nghe nè Bình. Con yêu người nào không nói, bây giờ con yêu Hương Giang rồi. Rồi con nói con yêu thằng Lu. Rồi bây giờ hai đứa nó, đứa nào đẻ được? Mày nói tao nghe đi.
rồi có phải dòng họ mình triệt giống không Bình? Mày mày muốn ông chết mà không siêu thoát mà. Không sao không? Còn một hai đẻ được nữa. Ai? Nói đi, nói ông Thương. Dạ Harry Won. Đẻ được á, chắc chắn ca này đẻ được. Mày nấu Harry Won nó lấy thì Trấn Thành sao lấy mày, sao cái thằng này mày nấu chuyện mâu thuẫn thiệt. Trời ông ơi, con nói ông nghe nè. Lấy thì lấy vậy thôi chứ là yêu vẫn là yêu con được. Tại vì sao? Con đẹp hơn Trấn Thành mà ông. Ông nhìn con đi. Trấn Thành là gì? Là bị 3D. Còn con là con được 3D. Là bị với được khác nhau chỗ nào? Có nghĩa là mình đẹp là mình được. Còn mà xấu là bị. Trấn Thành là xấu nên là vượt qua bị. Còn con đẹp, con được. Mày có tin là mày vừa bước ra tao nói 3,500 con fan Trấn Thành nó quýnh không Bình? Dạ. Mày nói mày đẹp không nói hoài vậy Bình? Mày gan à? Mấy bạn ơi, nói chung là tới khi tình yêu với thần tượng mình nó mù quáng. Bình hiểu điều đó. Nhưng thật sự Trấn Thành đâu có đẹp đâu. Đúng không? Tao cực quá. Tao phải hiện hồn về thôi. Ông đừng có về đây con, đừng kiếm con nữa thôi. Có gì mình thương thảo qua internet được không ông? Ơi. Mày làm ô nhục gia đình này. Có. Ông phải giết mày. Ông ơi. Lâu mày xuống đi. Ông ơi quen, con chưa đẻ cho gia đình mình mà ông giết con ai đẻ nữa ông? Đẻ con mắt mày xạo xạo. Tao bạn mày Thành nè mày. Chứ đâu phải ông nội mày đâu mày khùng hả? Tao bạn mày nè. Thành. Ừ. Nghe nè. Gì? Mất dạy. Mày đấy mày. Tao nghe ông tao bị bệnh. Tao tức tốc tao về đây. Mày chù cho ông tao chết luôn vậy hả mày? Không có, ông mày nhập viện tao lo đó mày con bức mày. Mày bức dài mày về trễ. Tao lo cho ông mày, tao đưa cho bệnh viện mày còn nói tao nữa. Trời ơi đồ con gái không thiệt cha ơi. U cha mày bận cái này mày múa dữ lắm hả Bình? Mày bận vô mày múa cho tao coi coi. Thôi. Mày cãi đi đó. Mày quên tao mày quen nhau sao rồi sao? Làm sao? Tụi mình đi hát chung mà. Ừ. Thì giờ tao cũng mua đồ cho mày đó sao. Ủa, mày tao mặc sợ đi? Mày à, tao mặc chứ. Thứ gì à? Tao mua bộ này cho mày nè. Bộ nào? Ủa sao tụi này nó. Nè mặc vô đi. Mặc đi, tối nay về đi hát kiếm tiền rồi trả tiền viện phí cho ông tao nữa mày. Mấy biên tập rảnh chuẩn bị cho nhiều hà. Bộ là thấy bà ăn cá gầu chuẩn bị cho ba bộ. Còn bộ kia chắc để anh Hoài Linh ha. Thiệt tình. Trời ơi, tao giống Victoria Secret thôi. Thôi, cái sai này đó. Ý, trời ơi. Cái gì vậy? Thôi, Bình ơi. Mỗi tối mày đi hát đám cho người ta, mày hát sao mày hát cho tao nghe vài bài coi. Thí dụ đám này bữa nay là cái người mất là người nữ thì mày sẽ hát như thế nào? Âm nhạc. Sexy lên coi. Tao với mày, tao thấy tao mày giống bán khô mực quá. Mày hát sao cho người ta thấy mày ta thương coi. Bây giờ mày ngồi xuống mày giả bộ mày khóc giống như là chết rồi coi. Ừ. Nhưng mà dừng cái này là quy định là người nào chết. Giống như người trong gia đình mình chết. Ba, 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 tại sao ba chưa ký cho con một cái giấy hóa đơn chuyển tiền nhà? Ba chưa có cái chuyện hết quay. Nó tuột quần à, tao. Okay, rồi, lại. Ba, ba ơi, Bình, đứng dậy Bình, đứng dậy, đủ rồi. Nó nghe nè, giữ đúng tâm lý này, lát làm y chang như vậy. Là tao nói mày nghe, tao đang thiếu nợ xã hội đen. Bởi vì nãy giờ tao mới nói là bây giờ mày phải vận dụng cái nghề của tụi mình để mày giúp tao làm đám tang giả một lát nữa nó qua nó đầu tiền tao tới nơi Bình ơi. Ê xí nha mày. Hả? Vụ này không chơi được đâu nha. Tao nói thiệt, mày giúp tao đi. Mày phải làm như tao chết. Mà tao chết là hết nợ nó xù nó bỏ. Mày phải làm sao cho nó tưởng đi là đám ma của tao thiệt. Mày đừng cho nó biết là tao chết giả nha. Ok. Mày nói qua mày ơi. Tao vụ nha, mày giúp tao nha. Thành ơi, tao mua đồ về cho mày nhiều quá mà sao mày không bắt mày đi chết cho Thành ơi. Thành ơi, mày thích cái đầm này tao mua cho mày mà sao mày chết sớm vậy mày ơi. Anh ơi, em hỏi thăm nè, anh
đi đâu vậy? Ủa, nhà anh Thành đúng không? Dạ đúng rồi. À, qua lấy tiền cho chị Hai Đu Anh thôi. Lấy tiền cho chị Hai Đu Anh hả? Hả? À? Chị Hai Đu Anh bờ vợ cũ nó mà. Nó xạo mà em ơi. Nó mượn bà đâu mấy chục sắp á. Rồi nó qua nhà nó chơi, nó lấy mấy hộp xoàn của bà, giờ nó trốn rồi. Có bị khai gian không vậy anh? Không nói, giấy tờ đang quan mà. Dạ, nhưng mà thôi xui rồi, anh xui rồi. Sao xui? Nó đi rồi. Cái này nó bận gì vậy? Mày đóng kịch dở quá Bình. Em lại anh dinh thịt heo. Anh bỏ cho em. Tiền bạc rồi nợ bữa giờ sao rồi chàng trai? Em có cái này. Cái giấy nợ của em bữa em thiếu nợ nhưng mà bạn em mới nói là nó cấn nó lấy nợ hết vậy. À, Trấn Thành nợ bà Harry 20 tỷ đồng cùng với một số kim cương hộp xoài. Nếu không trả được thì ủy thác cho bản thân là Trịnh Thăng Bình gánh hết. Mà em rút kinh nghiệm thằng hồi nãy, em có xin chữ ký nó trước rồi. Nó có ký thiệt nè. Hồi nãy em vô em xin chữ ký anh Bình, em thích anh quá nó ký nè. Nó tưởng người ta thích nó thiệt rồi. Bởi vì tôi nói mấy người nghệ sĩ nổi tiếng, người ta xin chữ ký nhớ ký chính giữa tờ giấy, ký dưới góc này là bị nó viết nợ lên trên. Giờ trước khi mình giải quyết cái vấn đề mà nó hợp pháp, hợp thức hóa này, anh có thể xê ra một chút xíu được không? Được. Gì? Cho chứ nói chuyện đi. Mày định tán tao à? Tao ngu à? Giờ tao tán mày trước, ai biểu mày ngu. Trời ơi, mày đã ký rồi, mày phải nhận nợ giùm tao. Tao mày cũng thân thiết mà sao giờ mày đối xử tao vậy? Tao cũng có tiền, mày biết tao mà. Tao có tiền đâu, tao chỉ là giám bộ giờ là... ca sĩ Trịnh Thăng Bình từ xưa giờ bận đồ lô hả ta? Sao mày nói mày không có tiền? Nhà có phòng thu hú hồn. Studio Trịnh Thăng Bình mà nói gì? Mày bán phòng thu mày trả nợ cho tao đi. Mất dạy. Mày á nha. Ê anh cũng biết em bị gạt mà đúng không anh? Bây giờ anh biết em bị gạt. Nhưng mà anh cũng không thích anh bị gạt. Ok. Bây giờ cứ thằng nào có tiền là anh xơi đó. Anh trả góp được không anh? Không. Thôi Trấn Thành nợ thì Trấn Bình trả đi. Trấn Bình mấy anh ấy trình ký rồi thì thanh toán đi. Cho em về em đi công việc khác nữa nấy. Bình, tao nói nghe là mày có thể không trả. Tao chết được mà Bình. Tại vì bao nhiêu năm qua tao cực quen rồi Bình. Vậy để em nói cho anh nghe chuyện này luôn. Ờ. Nhà em phá sản lâu rồi. Giờ tôi phải làm ca sĩ nè. Tôi phải mặc đồ giả nè. Tôi phải đi kiếm tiền nè. Bữa nay 20 tỷ hết đường. Mày nói mày không trả tao gì, mày phá sản gì. Anh Thương làm gì mà? Từ vậy nó đâu có đi. Bình ơi, thực ra em phải lên gối cơ. Chứ đánh vừa rồi là nhẹ quá, chơi ác vậy. Chúng ta vừa được theo dõi một câu chuyện tên nó là Không biết thế nào mà lần. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn Trương Thế Vinh với lại Thành Việt. Cái người mà anh lo nhất trong tất cả những người chơi hôm nay đó là em. Và khi mà em đối đáp với anh Bắc ở ngoài này rồi thì anh cảm thấy anh rất là yên tâm. Tức là tình huống ngày hôm nay Trung Hồng Trấn Thành và các bạn đây đặt ra cho em thì nó có lật qua lật lại nhiều cái. Có cái hợp lý và có cái không hợp lý. Khi ngoại của mình hoặc là nội của mình mất cái hình ở trên bàn thờ đó, em mới nhìn nó ra là ai á. Chứ khi mà Thành bước ra, Thành nói tao là bạn của mày mà em cũng tin được thì anh không hiểu sao luôn á. Biết là họ lật rồi, nhưng mà lật ví dụ như nếu đó là đám tang của một người bạn thì em có thể tin được. Tại vì dù gì đi nữa, đi đâu lâu không về đi nữa, ông bà mình vẫn nhớ chứ, đúng không?
Thì thôi bây giờ anh bỏ cái đoạn đầu, cho như cái đoạn đầu là coi như về đám tang ngoại nội gì đó đi. Đó là cái đoạn đó gọi là đoạn vạch mặt nhau, vạch áo cho người ta xem lưng, là anh bỏ cái đoạn đó. Tới cái đoạn Thành bước ra, em nói là em và Thành đi hát chung với nhau. Thì tại sao em không nắm luôn cả cái tâm lý đó để em đi cho hết xuyên suốt cái kịch? Kể cả khi Thành gán nợ qua cho em thì em vẫn giữ cái tâm lý là hai đứa đi hát chung với nhau. Ra em chưa nắm hết cái đó để em đi xuyên suốt, mà em cứ đi theo từng cái giai đoạn một như thế. Cho nên là em khó xử, em nhảy hơn một chút xíu nữa thì là em bẻ cậu này được. Nhưng mà nói chung là cũng cảm ơn em. Những cái mộc mạc đó đâm ra là nhiều khi nó lại thú vị đối với khán giả. Cảm ơn Trịnh Thăng Bình. Xin cảm ơn những nhận xét vừa rồi của giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị và tất cả các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo là căn phòng thứ 5. Nhưng trước hết chúng ta cùng đến gần hơn với giám khảo Hoài Linh để hỏi xem cảm nghĩ của anh về chương trình như thế nào. Xin mời quý vị. Thưa anh, chúng ta đã qua 4 căn phòng. Với những tình huống mà các trưởng phòng đưa ra, anh nhận định về những khách mời hôm nay thì như thế nào? Tôi thấy là các bạn cũng ráng cố gắng thể hiện, nhưng mà có những cái mà các bạn chưa tự tin lắm. Chắc chắn là Linh cũng như khán giả cũng sẽ nhìn nhận được cái cục diện nó như thế nào. Nói chung là cũng đem lại được tiếng cười cho khán giả. Và tôi hy vọng rằng là cái đêm nay là cái đêm mà tôi cũng như tất cả quý vị khán giả cũng dễ dàng lựa chọn, chứ không khó khăn gì lắm. Vâng, đêm nay là đêm dễ dàng lựa chọn, đêm cuối cùng của năm 2016. Thưa quý vị, chỉ một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ 5 là căn phòng cuối cùng. Và chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.